kim diễn viên Thanh Trúc Chính vừa được mời dẫn dắt chính trong một sự cứu nại lớn được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lần hiện ra này, Thanh Trúc Chính gây bất thần khi lột xác từ một nữ nghệ sĩ trẻ trung, các tính thanh lịch hình tượng của quý cô cổ truyền đầy thanh lịch trọng, quý phái. Thanh Trúc Chính cho biết ở mỗi chương trình góp mặt, cô luôn nỗ lực biến hóa để mang tới hình ảnh nhiều chủng loại và thích hợp nhất. Trước giờ lên sân khấu, Thanh Trúc Chính dành nhiều thời gian để cùng Bộ Tài chính và bạn dẫn tầm thường đàm đạo kịch bản. Thanh Trúc Chính được người theo dõi biết đến với giai hương trong bộ phim Cha và Con già của đạo diễn Phan Đăng Dê. Ngay trong giai diễn đầu tay, cô đã mạnh dạn đóng cảnh nóng táo bạo dù chưa đủ 18 tuổi. Cách đây hơn một năm, Thanh Trúc Chính mạnh dạn thử sức với công việc biên tập viên, bản tin thời sự Sáng Phương Nam phát sóng 6 giờ sáng sổ và dịch sóng 24/7 lên sóng lúc 18 giờ tối trên kênh truyền hình Anh. Hiện tại, ngoài dẫn dắt chương trình truyền hình và các sự thiếu nại, Thanh Trúc Chính cũng đang lựa chọn kịch bản phim thích hợp để tái xuất trong thời gian sắp tới.